Thế thì sao? Rồi xin chào anh em nha, hôm nay mình mới nhận được một cái máy 3T68. Qua bên mình độ một cái turbo, giờ mình độ hồi hôm mình độ gọi hang. Bây giờ mình làm cái bài đóng đồng tiền nước bên hông, với sẵn đó mình cột ga cho anh em yêu cầu nha. Đây, sẵn này mình cột ga cho anh em luôn nha. Mình có vệ sinh một số chi tiết nè. Rồi sẵn đây mình cục ra luôn theo như anh em yêu cầu. Rồi bắt đầu mình làm nha anh em. Mình tháo cái chụp đít này sao anh em ơi. Nào không khó quá mình cho qua. Cái clip này mình làm cho mấy anh em nào mà thợ vừa nha, còn anh thợ nào tay nghề giỏi thì xin cho qua, mình cảm ơn. Mình mở nắp đi chụp ra, rồi cái mình ở đây nó có chụp nó có 4 con ốc nè anh em. Rồi mình tháo nó ra ha. Mình tháo sẵn rồi. Rồi quay trong đây nè. Nè trong đây nó có cái ghim nè, anh em thấy không? Đó, nó có ghim nè. Đó, anh em thấy ở đó đó, cái ghim đó màu vàng vàng đó mình rút ra. Đó nè anh em. Đó anh em thấy chưa? Mình lấy cái cây gậy ra nha. Rồi xong. Rồi trong đây có phần ga nè. Đây, đây, mình cũng đã cột rồi anh em thấy không? Đó anh em thấy không? Trong đây có lò xo để mình rửa cái vệ sinh cái. Cái phần lò xo này á anh em nếu mà xài sử dụng 3T68 hoặc 72 mình có thể không cột ga cũng được, mình lấy lò xo của 3T63 hoặc là 66 mình gắn vô cũng được anh em, không nhất thiết mình phải cột ga nha, mà cột ga cũng ok. Mình nghĩ nên cột ga đi cho nó phê hơn. Còn lò xo kia thì ví dụ như độ nở nó cũng có nhưng mà nó ít hơn phần của 68 72 này. Đây anh em coi nè, thấy chưa? Cái lò xo này là mình cột nè, đây là cột ga nè, đây là anh em. Đó, cột lò xo nè. Đó, mình cột là đừng cho nó giãn ra anh em. Nếu mà thường thường á loại lò 6872 này mình kéo lên, kéo ga lên nó bị giãn, nó sẽ mất cần ga đó. Nó sẽ không đi. Khi mình cột này lại mình hãm cái lò xo này nè, đó anh em thấy không? Hãm lò xo này chạy lên nó lên ga luôn, nó không có bị hãm lò xo nha. Lò xo này nó không còn giãn nở được. Đó, nguyên lý là vậy thôi. Rồi bây giờ mình gắp vô xong mình xíu mình gắp cho anh em coi luôn nha. Clip trước mình làm mà nó tối quá. Rồi anh em chờ mình gắp nha. Rồi đây mình giờ đang lắp gắp anh em. Một phần ga mình lắp gắp xong rồi, còn bây giờ mình lắp cái phần mặt trước. Chút xíu xong cái mình hoàn thiện hết trơn cái mình test cho anh em coi ha. Còn anh em nào muốn độ chế tại nhà thì cứ alo mình, nếu chơi được cái nhóm chơi được á thì mình hướng dẫn cho chơi nha, nhưng mà được hay không mình không biết nha. Cũng gần rồi anh em ơi, chắc khoảng chừng 2 tiếng nữa rồi. Rồi bây giờ mình gắp xong rồi nghe anh em ơi. Rồi mình đi test cho anh em nghe coi ha. Bây giờ tranh thủ mình xuống dưới mình vừa chạy vừa quay luôn. Rồi chưa? Móc lại. Móc cái này xin đây nè. Tại clip trước mình làm tối quá, bây giờ đi xem. Cần lại chứ, cần lại, không động chứ. Đưa các bình xuống chứ.
từ. Mới vừa vắng vô trời nhồi nhét. Đù. Thế thì sao? Gì hả? Gì tháo ra thử thử đi. Gì nhớt ở đâu? Nó chạy đổ vô nó chèn á. À.